Nằm bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng, Thảo Điền không ngừng vươn mình để khẳng định vị thế năng động, phát triển và là nơi đáng sống bậc nhất ở Sài Gòn hiện nay. Cùng với Phú Mỹ Hưng ở khu Nam thì Thảo Điền ở khu Đông là hai nơi thu hút giới nhà giàu của thành phố làm việc và sinh sống. Ở đây với đầy đủ các thể loại từ biệt thự, nhà phố, căn hộ từ trung cấp đến hạng sang tọa lạc. Thảo Điền ngày nay đang thật sự trở thành nơi an cư lý tưởng dành cho giới doanh nhân thành đạt, trí thức trẻ và người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam bởi vị trí đắc địa và đầy đủ tiện ích sống cao cấp. Bất động sản chào bán hôm nay là căn biệt thự góc hai mặt tiền nằm tại khu Fidico đường Thảo Điền, vị trí tọa lạc trên mặt tiền trục chính của Fidico gần sông và công viên, trở thành một nơi đáng sống và mặt xanh rộng lớn với khí hậu mát mẻ từ sông Sài Gòn mang lại. Diện tích đất được công nhận là 368m2 với chiều ngang mặt chính là 18,5m, chiều dài mặt còn lại là 20m. Căn nhà có hướng đông nam mát mẻ với kết cấu một trệt hai lầu, áp mái sân vườn với đầy đủ nội thất và tiện nghi cao cấp. Giá chào bán tại tháng 12 năm 2023 là 95 tỷ đồng. Đây là mức giá rất tốt cho một bất động sản căn bậc hai mặt tiền tại khu vực này. Như một bán đảo ôm trọn dòng sông Sài Gòn thơ mộng, hiền hòa và mát mẻ, cùng với khá nhiều các mảng xanh được quy hoạch bài bản, giúp cho nơi đây có một cảnh quan tuyệt đẹp, thoáng đãng với một khí hậu dễ chịu hơn bất cứ nơi nào của Sài Gòn náo nhiệt. Cùng với rất nhiều các tiện ích sống được quy hoạch bài bản, từ các nhà hàng sang trọng, các quán cà phê sang chảnh, các trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi và kể cả các quán cóc ven đường, cùng với các trường đại học lớn, các trường quốc tế đẳng cấp, bệnh viện liên tục đổ bộ về đây, để đáp ứng mọi nhu cầu ẩm thực, ăn uống, giải trí, mua sắm, học tập cho một đô thị hiện đại và đẳng cấp. Vì để đó, Thảo Điền là nơi lựa chọn hàng đầu của giới siêu giàu, của người nước ngoài sống và làm việc tại Sài Gòn. Ngoài ra, Thảo Điền được xem là trung tâm và là trái tim của thành phố Thủ Đức năng động và là cửa ngõ kết nối phía đông của Sài Gòn, nơi mà mọi tuyến đường huyết mạch đi qua. Và không thể không kể đến tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chuẩn bị khánh thành vào năm 2024, giúp hệ thống giao thông ở đây đã tiện lợi ngày càng tiện lợi hơn, giúp cho bất động sản ở đây còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai gần. Với giá chào bán là 95 tỷ đồng cho một biệt thự căn góc hai mặt tiền, khu vực này là khá rẻ. Với đơn giá chỉ hơn 250 triệu trên một mét vuông, bất động sản này là một cơ hội đầu tư sinh lời tốt và là một nơi sống đẳng cấp. Quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ 0909 756 888 để thêm thông tin chi tiết về bất động sản này cùng Tuấn Cao Villa. Anh chị vui lòng đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem các tập tiếp theo về bất động sản cao cấp cùng Tuấn Cao Villa, với cam kết mang đến thông tin nhanh chóng, trung thực và chính xác. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.